vọng đầy tội lỗi, đưa tương lai cuộc sống đi không lối về. Ta giờ về đâu, con đường dài mù lối, hận thù mà lương tâm người hỡi. Không còn tình yêu, trái tim đành tan vỡ, không còn ai châm lối cô đơn cuối đường. Không còn là ta, ước mơ giờ tan biến, cô rơi mong bình yên. Lòng sao cứ luôn u mê, vì sao con tim lạnh giá, vì sao vô tâm soi đã đắm say lời đánh thoáng qua xôi nhòa, hào nhoáng đưa lối thiêu thân chìm xuống quãng đời còn lại say dưa. Sao? Khoa nè. Dạ. Chuyện cậu đưa cô bé đó vô đây làm, con thắc mắc hả? Dạ, một chút thôi. Cậu thích cô bé đó. Xinh đẹp, thông minh và tham vọng. Con nghĩ đàn bà nếu chỉ đẹp và thông minh thì rất khó đối phó. Nhưng nếu đẹp, thông minh, lại có tham vọng thì sẽ dễ dàng thao túng hơn nhiều đó cậu. Và tiền bạc luôn là cách giải quyết vấn đề hiệu quả và nhanh gọn nhất, đúng không? Dạ. Con sẽ lo chuyện này cho cậu. Cũng có đáng gì đâu. Con cứ cho nó làm mấy việc lặt vặt là được rồi. Dạ con biết rồi. Ba, anh hai. Xin chào. Con thưa ba. Ừ. Thưa anh hai. Nhớ ba quá. Quên. Bà xã ngồi bà xã. Dạ. Bà xã ngồi bà xã. Sao? Lại đi mua sắm nữa đó hả? Sao con cứ thấy thiếu tùm lum hết trơn á? Đám cưới xong rồi, phải cất một cái nhà, làm một cái kho mới đựng hết đồ của con đó. Con cũng tính vậy á. Ê, bà xã, bà xã, đồ kìa. Ba, con suy nghĩ vậy nè ba. Hay là tụi con đi trăng mật xong á, cái ba cho anh Tân vô công ty học việc nha. Nha, ba, được không? Ba, đi mà, nha ba. Cứ cho nó theo thằng Khoa, coi học được cái gì thì học. Thương ba quá à. Anh hai, em gửi chồng em cho anh đó nha. Nghe giống như là anh phải canh giữ chồng cho em vậy. Bà xã ngồi. Em nên dặn nó đi theo sát anh. Dạ. Mày nè, anh đó nha, chỉ dạy kinh doanh thôi nha. Còn mày đi chơi bài, không có được cho chồng em theo đó. Thanh. Ra ngoài anh nói chuyện này với em một chút. Dạ. Đẹp chứ ba? Tấm này cũng được đó. Còn tấm này đẹp nè ba. Có chuyện này anh muốn hỏi em. Em phải nói thiệt cho anh biết. Trước giờ em mà nói dối thì qua mặt được anh sao? Em biết rõ thân thế của chồng em chứ? Anh à, dĩ nhiên. Vậy thì em có biết chồng em nó xuất thân từ đâu không? Nó xuất thân từ một gia đình tội phạm, đâm thuê chém mướn, vào tù ra khám đủ hết. Ngay cả hai người anh của nó cũng là... Anh hai, anh đừng nói với ba em chuyện đó nha. Em đã biết chuyện đó sao? Thì em biết, nhưng mà chỉ là anh em của ảnh thôi, chứ ảnh...
Thanh, em biết mà em chấp nhận được sao Thanh? Anh không hiểu luôn. Anh hai, anh cũng thấy rồi đó, cái kiểu của ảnh mà làm giang hồ cái gì, nhát còn hơn thỏ đế nữa đó. Anh tin em đi nha, ảnh không có gan làm gì đâu, với lại em quản được ảnh mà. Nha anh hai. Em hy vọng gì ở một người chồng như vậy chứ Thanh? Anh nói đúng không? Em cũng không biết nữa. Chắc là do duyên nợ đó. Chỉ là khi ở bên cạnh ảnh, em cảm thấy vui. Thanh, em suy nghĩ kỹ chưa? Còn một tuần nữa là cưới rồi, suy nghĩ gì nữa chứ? Anh hai, anh đừng có nói cho ba em biết nha. Nha anh hai. Vì cậu nghi ngờ, cho nên kêu anh điều tra thân thế của thằng Tân. Chết, vậy ba em cũng... Nếu cậu biết, em nghĩ cậu để yên cho em sao? Bởi vậy, anh mới kêu em ra đây nói chuyện riêng nè. Vậy mới đúng là anh hai của em chứ. Người đàn ông giữ bí mật trong gia đình này. Cảm ơn anh hai nha. Em vô với cậu đi, anh lo công chuyện một chút. Dạ. Đây, cô sắp xếp toàn bộ giấy tờ ở đây. Ở đây, theo từng năm, rồi ghi chú lại vào bản thống kê cho tôi. Dạ, mà tôi thấy hồ sơ ở đây nhiều quá, có cần phải làm gấp lắm không anh? Không cần đâu, cứ tùy theo thời gian của cô mà làm. Chừng nào mà bên kiểm toán cần á, thì cô cung cấp cho họ. Phải lục soạn nhiều lắm nha. Tôi hiểu rồi. À mà... Hả? Việc học của cô sao rồi? Tôi đang nghỉ hè, có thể làm được nguyên ngày luôn. Ừ, vậy tốt rồi. Dạ. Có gì cứ hỏi trực tiếp tôi nha. Dạ. Anh Khoa. Hả? Cảm ơn anh và giám đốc. Không có gì.
Là cô à? Dạ, chào giám đốc. Ngày đầu tiên đi làm, không cần phải chứng tỏ gì đâu. Thôi được rồi, cô thư giãn một chút đi. Sao, công việc mới có khúc mắc gì không? Không. Chỉ là công việc còn mới, tôi chưa có quen. Với lại giấy tờ nhiều quá, cho nên tôi hơi bị rối. Vậy à? Dạ. Tại vì thằng Khoa nó rất kỹ, cho nên là nó lưu trữ rất nhiều năm. Công ty của mình làm việc khuya vậy? Tôi thấy nhiều văn phòng vẫn còn chưa về. Đang chuẩn bị lên sàn, cho nên là công việc rất nhiều. Các bộ phận đều phải làm đêm. Cả giám đốc như tôi á cũng phải túc trực ở đây nè. Bây giờ thì tôi trải nghiệm được cảm giác làm đêm rồi. Ừ? Rất là vui. Sao lại vui? Làm đêm mà vui như vậy à? Tại vì tôi nghĩ buổi sáng khi mình nhìn lại thành quả làm việc của nguyên đêm thì cảm giác rất là thú vị. Tôi thích nhìn những văn phòng đêm vẫn luôn sáng đèn. À, vậy à? Tôi cũng rất thích nhìn ánh đèn. Cô biết không? Người ta nói là kẻ thích nhìn những ánh đèn á, thì những người đó thích sống trong mộng ảo. Ông thấy có đúng không? Đúng. Rất đúng. Nhưng thiếu. Có thể nói rằng họ sẽ biến những mộng ảo đó thành hiện thực. Cô thấy đúng không? Tôi hy vọng là mình có thể làm được như vậy. Nhưng mà thực tế thì có nhiều khó khăn hơn. Đừng nản chí, rồi cô sẽ thành công thôi. Muốn biết bí quyết không? Cố gắng giữ ngọn đèn trong bản thân cô. Đừng bao giờ để nó tắt. Đó là bí quyết. Cô nhớ chưa? Dạ, chào giám đốc. Chào anh. Ừ. Dạ, đã xong hết rồi. Đây là hồ sơ giản lược, còn bên IT cũng đã cập nhật vào ổ cứng. Vậy à, cô làm tốt lắm. Ừ. Chỉ mới có 2 tháng mà xong bao nhiêu đại việc. Đáng thưởng lắm. Nhưng mà hiện giờ tôi đã làm xong việc rồi, tôi cũng không biết mình làm cái gì tiếp theo bây giờ. Khoa. Dạ. Hay là để Thùy Linh làm thư ký cho cậu đi. Cũng được. Tôi sẽ nói với chị Loan thư ký hướng dẫn cho cô. Dù sao 2 tháng qua cô cũng đã thể hiện rất tốt công việc của mình. Cảm ơn giám đốc. Cảm ơn anh. Không có gì.
Lên. Anh. Nay xuyên học dữ ta. Tất nhiên rồi. Ủa, mà chừng nào em thi học kỳ? Cuối tuần em thi rồi. Ừ. Điều 34 Bộ luật hình sự. Anh. Hả? Anh nghĩ coi, nếu như một người phạm tội giết người thì có thể bị tù từ 12 năm cho đến chung thân hoặc là tử hình. Ừ. Nhưng nếu người đó dàn dựng ra một vụ cướp vào đúng thời điểm xảy ra chuyện giết người thì người đó chỉ bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm. Như vậy là thoát tội giết người rồi. Ủa? Vậy thì tại sao không kiếm một cái gì làm cho nhẹ tội hơn? Đi tù chừng vài tháng thôi, mắc mớ gì đi cướp làm gì? Nhưng mà cái vấn đề là anh cần phải có người làm chứng cho việc là anh đi ăn cướp chứ không phải là anh giết người. Mà vụ cướp thì rõ ràng là đáng tin hơn. Thì cùng lắm là mình chỉ cần chọn cái mức thấp nhất, ví dụ như là ăn cướp tài sản dưới 50 triệu đồng chẳng hạn. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em nói anh nhức đầu quá. Ủa? Mà em học luật kinh tế mà. Em nghĩ vậy thôi, chia sẻ với anh vậy thôi. Cái gì đẹp quá vậy? Son hả? Ừ. Ai tặng em vậy? Ông Quảng tặng em. Tại hôm bữa em đi công tác với ổng cho nên ổng tặng. Ông Quảng hả? Theo anh thì một người đàn ông khi tặng quà cho phụ nữ hả? Nhất định là có ý đồ. Anh nghĩ là em không nên nhận. Bỏ thì uổng. Với lại có bao giờ anh tặng cho em món quà nào đắt tiền như thế này chưa mà anh kêu em đừng có nhận của người ta? Em nói vậy là sao? Nếu như em quý quá thì giữ đi. Tự ái nữa. Son mới hả? Cho má coi coi. Wow, đẹp ha. Thôi cái này con cho má luôn á. Cho má. Cái này không hợp với con, màu nó già quá. Cảm ơn con nha. Ủa, ý con nói má già? Chà, đi làm chỗ mới cô bộ có tiền hen. 2 tháng tiền nhà bao má nhàn. Mua sắm đồ đạc mới nhàn. Ở đây không chỉ có tiền đâu, mà con còn có cả tương lai nữa. Ừ? Con sẽ giữ cái chỗ làm này hoài. Nè, có quen với ai mới không? Đương nhiên, công ty còn lớn, đồng nghiệp con rất là nhiều. Không phải là đồng nghiệp, quen bồ á. Con quen anh Triệu rồi mà. Cũng lại là cái thằng Triệu. Tưởng đâu đi làm chỗ sang trọng, quen người nào có tương lai hơn nó. Cứ dính cái thằng quỷ đó hoài. Nhưng mà con thương ảnh. Thương gì? Con, cơ hội đó con. Bỏ quách cái thằng Triệu đó đi. Kiếm cái thằng nào á có tương lai, có xe, có nhà, có tiền. Chứ dính cái thằng Triệu hoài hả? Qua đi cái tuổi trẻ đó thì kể như là hả, hối hận cả đời á. Nè, người ta nói hả, măng mọc có lúc, con gái có thì. Nghe lời má, bỏ quách nó đi. Con nghĩ đâu có cần phải đi kiếm ai nữa. Ông giám đốc ở công ty của con thích con đó. Má muốn có rể làm giám đốc không? Thiệt hả? Sao không thích? Tên gì? Cái tên không có quan trọng, tuổi tác mới là vấn đề. Sao? Tuổi tác làm sao? Má nhỏ hơn ổng có 10 tuổi à. Thì cũng có sao đâu. Nhỏ này. Thank you.
mừng sinh nhật em. Cảm ơn chị. Trưa nay mọi người mời em đi ăn trưa đó. Chào giám đốc. Chào giám đốc. Hôm nay sinh nhật của Thùy Linh à? Dạ. Chúc mừng nha. Để cầm giùm cho. Thôi, được rồi ạ. Dạ. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Chúc mừng. Chào. Cảm ơn chị. Hoa đẹp không em? Hoa đẹp quá à. Anh hai, bây giờ cái chuyện tiệc tùng của con nhỏ thư ký đó, bây giờ là anh hai cứ để cho em lo cho. Có hứng thú lo mấy chuyện này à? Mấy cái vụ này á, hồi lúc mà em còn làm ở tổ chức sự kiện, em làm hoài à. Cái chuyện này, chuyện nhỏ, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, để em. Chiều nay hình như là anh có hẹn đi chơi xì tố đúng không? Thì cái chuyện đó để cho em lo cho. Cũng được. Ý cậu quản thế nào thì em biết rồi đó. Chi phí báo lại cho anh. Dạ, dạ. Anh dặn kỹ nè. Mấy chuyện này không được báo cho Thanh biết kìa chưa? Trời ơi, anh hai yên tâm đi. Em thề với anh hai nè. Em mà có hé răng hả? Cho bò đá em đi, cho máy bay đụng em chết liền đi. Em sẽ im mà im phăng phát luôn. Còn cái chuyện tặng quà hả? Em kinh nghiệm thì đầy mình. Nếu mà không có kinh nghiệm, làm sao có được em Thanh? Có vẻ như là em tìm được cái công việc thích hợp cho công ty này rồi. Được. Từ giờ mấy chuyện chơi bời của cậu, anh để cho em lo. Cái chuyện nào không được, nhưng mà riêng cái chuyện chơi bời á, anh tìm đúng người rồi. Chúng ta cùng uống mừng nha. Mọi thứ bất ngờ quá. Tôi không nghĩ là mình lại được ưu ái nhiều đến như vậy. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn giám đốc. Như vậy thì cô nghĩ mình được ưu ái tới mức nào? Cỡ này. Có người nói 20 năm đầu tiên của cuộc đời là khoảng thời gian dài nhất và khó quên nhất. Chào mừng đến với 2/3 tăm tối của cuộc đời còn lại. Cạn ly. Em mở ra đi. Thích chứ? Tôi không chấp nhận đâu. Em đừng từ chối tôi. Nhưng mà cái này có vẻ mắc tiền quá. Tôi chắc chắn rồi. Thứ gì đẹp đẽ lại chẳng mắc tiền. Tôi không quen nhận những món quà đáng giá như vậy. Cứ nhận đi, đừng ngại. Thứ tôi có nhiều nhất là tiền. Và tiền thì có quy luật đáng nể lắm. Tôi có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Nhưng không phải cái gì cũng bán được. Tất cả đều có thể. Vấn đề là phải trả một cái giá cho đúng thôi. Tôi cũng rất thích ngồi ở đây nhìn cảnh đường phố. Tôi cũng vậy.
Trời ơi, con mẹ Lan bán hủ tiếu này một tháng nghỉ hết 20 ngày rồi, buôn bán gì mà sĩ quan thấy ghê luôn vậy. Bán gì được bán, bị bà Sắm đánh ghen hoài sao bán. Gì đánh ghen? Cái vụ đó lâu lắm rồi mà, chưa êm nữa hả? Êm gì? Bà nội đó bà cũng giữ lông trời lỡ đất á. Trời đất ơi, ghen tu. Ừ? Ê, ai vậy ta? Ai mà đi xe xỉn dữ hả? Ừ, không biết là ai nữa. Hình như là con Linh thì phải à. Ai như Linh con gái bà kìa. Linh đúng rồi. Xuống đi em. Dạ. Cảm ơn nha. Linh, Linh mới về hả con? Tôi là má con Linh. Bạn Linh phải không? Đi, đi lên trại uống nước. Đi đi. Thôi được má, rồi. Má. Ngày mai em đi làm trễ một chút cũng được ha. Lên, 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 lên nhà uống nước con. Má. Dạ xin cảm ơn. Tôi là giám đốc của Linh. Cũng khuya rồi, xin hẹn gặp lại. Dạ. Xin chào. Em về nha. Dạ. Ngủ ngon. Bye bye. Má. Bye bye. Má. Má làm gì vậy? Má chào hỏi chút xíu không được hả con? Thiệt tình. Có thôi gì thì đâu ngủ. Mượn coi chút xíu coi. Này mắc tiền lắm á. Trời ơi, người ta đi rồi. Thôi mình đi lên đi. Bông này mắc tiền đi lắm á. Hỏi bà chuyện này bà coi cô đẹp không? Linh đi đâu mới về vậy? Ai biết. Để tôi lên tôi hỏi nó coi. Nó đi với ai? Thì kể nó đi. Thằng Trương mà biết á là chết luôn á. Có bia rồi đây. Ê, bia về rồi. Dạ cảm ơn chị hai. Để chị ra sao lấy đá. Thằng kia nó ăn trái rồi kìa mày. Đá gì vậy trời? Chị thấy con Linh nó về rồi đó. Ủa vậy hả? Vậy thì em phải nhanh lên mới được. Có người đưa nó về đó. Ủa ai vậy? Một ông nhà giàu đi xe hơi nữa. Bà thấy hay là nghe nói? Chính mắt tôi thấy rõ ràng. Kiều. Dạ. Bộ hai đứa bay giận nhau hả? Bậy bạ, giận đâu mà giận. Chắc là đi công việc về cho nên sẵn tiện trở về thôi mà. Suy nghĩ lung tung quá. Ủa mà chị hai, cái bánh kem chị hai để đâu vậy? Ở bàn ăn sao á. Dạ. Tôi nghi con Linh đá nó rồi. Tình yêu tình đương lăng nhăng lít nhít mệt quá. Anh. Tác phẩm của anh đó hả? Sao đẹp không? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em thổi lẹ đi không tắt bây giờ. Trời thổi lẹ như vậy, ướt chưa? Thì anh nói mà. Ngồi xuống đi. Giờ ăn bánh kem ha. À mà khoan, hồi nãy em ướt cái gì vậy? Em ướt sao cho cái bánh này bự ra giống như bánh kem thật. Hứa luôn, năm sau có, chắc chắn có. Anh. Hả? Cái bánh này bây giờ mà mình bẻ ra chắc cũng be bét hết. Em ăn hết được không? Đâu có được. Em ăn một miếng, anh ăn một miếng cho nó tình. Trời đất. Cái này người ta gọi là hôn môi xa nè. Ngon quá trời luôn. Ăn chỗ này nè. Trời, ham ăn quá dính tùm lum hết à. Quà em đâu? Cái bánh kem nè. Mua hết 20 ngàn đó nha. Vậy là từ nãy tới giờ anh ăn quà của em.
Đồ lợi dụng. Chưa gì hết mà chữa anh lợi dụng rồi. Muốn quà đúng không? Chờ anh chút. Đây, anh có mua tặng cho em một chiếc vòng. Trên đây có chữ T và chữ L. Em muốn gọi là Thùy Linh cũng được, hay gọi là Triệu Linh cũng được, tiện đối mến. Đây, để anh đeo cho em nha. Nè. Của ai vậy? Của giám đốc. Sao ông tặng em? Thì sinh nhật em mà. Bộ sinh nhật nhân viên nào ông cũng tặng quà như vậy hả? Em đâu biết, thì người ta tặng không lẽ nào mình không lấy. Em biết, sao em không từ chối? Có phải là hồi nãy ông đưa em về không? Ông muốn gì ở em? Anh hỏi vậy là ý gì? Em đừng có hỏi ngược lại anh như vậy. Em không phải ngây thơ đến mức mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em biết là ổng thích em. Cái đó cũng là lợi thế của em mà. Lợi thế cái kiểu gì kỳ cục vậy? Thì em lợi dụng tình cảm của ổng để em có một chỗ làm tốt. Tới khi nào em ra trường hoặc là em tìm được một chỗ nào tốt hơn thì em sẽ bỏ đi. Em nghĩ là ổng cho không em quạt cáp rồi cho không em công việc vậy hả? Em biết cách để dẫn dụ ổng mà. Em bao nhiêu tuổi? Ổng bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ ổng ngu hơn em sao? Anh chỉ cần biết là em đang biết rõ tất cả những gì em đang làm. Mọi thứ em làm bây giờ là để tiến thân thôi. Tiến thân? Tiến thân hay là hiến thân? Thank you.
đứng lại đã. Đứng lại đã, nghe em nói không? Cái gì nữa vậy? Ngày hôm nay em sẽ gặp lão già đó, em trả lại cái vòng, rồi sau đó em xin nghỉ việc luôn. Thì sao? Em chỉ muốn báo cho anh biết vậy thôi. Làm đi rồi hãy nói. Làm chưa? Má thấy cái vòng con đâu không? À, cái vòng hả? Đây nè. Má lấy làm gì vậy? Trời đất ơi, má lấy má đeo thử chút chứ làm gì ghê dữ vậy? Cái gì ạ? Cái gì vậy? Con cũng không nghĩ là con thích cái vòng này như vậy. Hồi nãy con đi vô con tìm hoài không thấy. Con mới biết là mình tiếc nó như thế nào. Không thích mới sợ á. Đồ xịn đó con. Má đem đi thử rồi đó. Bà chủ tiệm vàng bà nói cái này tệ lắm cũng phải 30 triệu á. Má đem cái vòng này ra tiệm vàng thử. Ờ, phải thử chứ. Thiệt hay giả chứ. Trời đất ơi, giờ thiệt giả ai biết được. Con biết không, nó mà tặng con cái món quà nặng tay cỡ này á thì nó là đại gia thiệt á. Yên tâm. Cái này không phải của má. Sao tự nhiên má cầm đi? Trời đất ơi, mày làm gì ghê vậy mày? Bữa nay đụng vô đồ mày chút xíu không được hả? Rồi lỡ như má cầm đi, má đi ra ngoài rớt hoặc là người ta giật mất rồi làm sao? Má có tiền má mua lại cho con không? Trời đất ơi, mất chưa? Mất chưa mà mày nói với tao như vậy? Hả? Nè, má nói cho con nghe nha. Má nuôi con nha, từ nhỏ tới lớn á. Tính cái tiền má nuôi con từ nhỏ tới lớn á là cái vòng này nè, có bằng được không? Mà con nói với má như má, vậy con không có so sánh cái gì hết. Nhưng mà cái vòng này cũng không phải của con nữa. Lỡ má đem ra ngoài rồi là mất rồi làm sao? Mất chưa? Đồ mất dạy. Tao nuôi mày tao khổ cực quá mà. Cái vòng này nó đáng bao nhiêu? Nó có bằng công sức của tao không? Tiền của tao nuôi mày hay không? Má nghe con nói đã. Không nói gì hết trơn á. Tao nuôi mày biết bao nhiêu tiền của hả? Từ nhỏ tới lớn. Mày tính lại đi. Tiền của tao nuôi mày, mày tính cái vòng này bao nhiêu tiền? Có bằng cái công lao của tao nuôi mày hay không? Hả? Mà bây giờ mày coi thường tao như vậy là sao hả? Mày nói cái gì mà cũng lôi tiền ra má nói không vậy? Không có tiền sao sống? Không có tiền làm sao mà sống? Hả? Nè, bây giờ giấy viết nè. Giờ má ghi ra đi. Công của má nuôi tôi từ nhỏ tới lớn tới giờ bao nhiêu má ghi ra hết đi, tôi trả lại cho má. Đồ mất dạy! Mày nói với tao như vậy phải không? Bây giờ công lao của tao bao nhiêu? Mày nói bao nhiêu mày trả cho tao bấy nhiêu phải không? Trời bây ơi, giờ má, đồ mất dạy! Bây giờ má lan đi, bây giờ má ghi ra đi cũng trả. Trời đánh mày chết! Trời đánh mày chết, mày có biết không hả? Đồ mất dạy! Có cái gì mà nhìn? Trời ơi là trời ơi, tao không ghi ra mày. Giờ tao không có khổ như vậy đâu. Tôi đã từ nhỏ tới lớn mà nó trả đi với tôi như vậy thì trời ơi. Vô đi. Dạ. Chào giám đốc. Một lát nữa em đi ăn trưa với tôi. Nhớ cầm theo cái bản điều khoản mà ngày hôm qua Khoa đưa cho em nhé. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn xin nghỉ việc. Với lại món quà này tôi rất cảm ơn ông, nhưng xin lỗi tôi không nhận được. Đã có chuyện gì sao?
không có chuyện gì hết. Chỉ là như tôi đã nói, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Vậy thì tôi cũng đã từng nói, vấn đề là phải trả cho nó đúng giá. Sao cái gì ông cũng quy ra được thành tiền vậy? Tôi có thói quen giải quyết mọi chuyện bằng tiền, nhanh gọn và thẳng thắn. Nè, em đứng lại. Thật ra thì em muốn gì? Tôi đã nói là tôi không muốn cái gì hết, và tôi cũng không phải là món hàng để cho ông trả giá. Đủ rồi. Tôi dư biết là em đùa giỡn tình cảm với tôi mấy tháng nay. Tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi không muốn chơi trò mèo dần chuột với em. Vì tôi yêu em nên tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của em. Em cứ nói ra đi. Ông nghĩ ông là ai? Ông ngồi đó ôm núi tiền của ông mà tự hưởng đi. Em, ông buông tôi ra. Em làm gì vậy? Em nhìn kỹ đi. Em nhìn đi. Em đừng nói là em không tiếc nha. Tôi đã thấy em nhìn ngắm nó từ sáng tới giờ. Em cam lòng bỏ nó sao? Chỉ cần em muốn, thứ gì em cũng có. Linh, sao giờ trễ vậy? Má em bị tai nạn, bị xe đụng, đưa đi cấp cứu rồi. Má em hả? Đang ở bệnh viện nào? Bà ấy bị xe đụng ở sau chung cư, ở khu giải tỏa phía sau nè. Hàng xóm đi vô bệnh viện cấp cứu rồi. Đi, đi vô bệnh viện liền đi. Dạ. Má còn trẻ lắm, má không có muốn bị lì đâu. Má không muốn tàn phế đâu. Con ơi, con cứu má đi. Má nghe con nói đã. Con sẽ làm mọi cách để con cứu má. Nhưng có điều má phải bình tĩnh lại. Má hiểu không? Má không thể nào má bị liệt được đâu tên ơi. Má không có không cảm đâu. Giác gì hết. Không đâu. Đó. Qua bộ lần này em chấp nhận tất cả thật. Được thôi, tôi sẽ giúp em tất cả mọi chi phí thủ tục. Tôi sẽ kêu thằng Khoa lo. Nhưng tôi sẽ có một điều. Tất nhiên rồi. Em đi đi. Anh sẽ để cho em đi. Em cứ làm những gì mà em muốn. Đưa lũ thiêu thân, chìm sâu vùng lầy tội ác. Quãng đời còn lại say sưa thôi.